Nhắc đến chuyện lấy chồng ngoại quốc, không ít người lắc đầu bỏ dở với suy nghĩ chưa chắc đã sướng như lời đồn. Có vô số chuyện đáng tiếc từng xảy ra với các cô dâu việc cưới chồng ngoại, nhất là qua đường mai mối, nên chị Hô cũng ít nhiều cảm thấy quãng dè. Bạn cố tình, ngư chừng mắt nhìn Song Tử. Những hình ảnh về lễ cưới xa xỉ của Duyên vẫn thi thoảng được cư dân mạng chia sẻ lại và nhắc đến với sự ngưỡng mộ. Sau khi kết duyên và lịch sự xin bo râu sống cùng người chồng hơn 16 tuổi, cảm duyên khiến bao người hô tị vì cuộc sống phong phú hạnh phúc. Cô từng chia sẻ, hai người đã có 5 năm tò mò và yêu nhau trước khi tính chuyện trăm năm. Vậy là, Duyên may mắn làm dâu xứ người khi tìm được người đại trượng phu thực sự yêu yêu thương cô hết lòng. Được biết, Cẩm Duyên là tiểu thư con nhà khá giả tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Không chiếm hữu nét đẹp dịu dàng ngây thơ như nhiều cô gái miền Tây khác, Cẩm Duyên lại gây ấn tượng bởi nước da trắng mịn, đôi mắt to tròn và nụ mỉm cười miệng bao la cực kỳ rạng rỡ. Trong lễ thành hôn ở quê nhà tháng 1 năm ngoái, Duyên được chồng trao tặng 21 cây quà, hột xoàn, nhẫn, vòng tay hô vô kín người. Tổng số hồi môn khoảng 30 cây quà và 70.000 la xin, chưa kể quà tặng của người thân gia đình. Tuy không phải người nổi tiếng, nhưng trang cá nhân của Cẩm Duyên cũng lôi cuốn hơn 6.000 lượt follow. Từ khi phổ biến sống với ông xóm hơn 16 tuổi, cô dâu xinh tươi ngày càng trẻ trung hơn, được chồng nâng niu cực kỳ. Rất nhiều chị hô hô vô dõi Cẩm Duyên chỉ để ngắm những hình ảnh lịch sự chảnh của cô nàng, những chuyến du lịch ngọt ngào đến các nước châu Á, cuộc sống thường nhật nhẹ nhàng vui tươi ở Singapore. Không chỉ được ông xóm cưng chiều, Cẩm Duyên còn được lòng cả bố mẹ chồng. Nàng dâu trẻ thường xuyên đi ăn đi chơi cùng gia đình chồng ở những nơi lịch sự trọng, thi thoảng được chồng thắt tùng về Việt Nam thăm bố mẹ ruột. Tuy chồng của Duyên không phải đại gia đình đám, nhưng độ phong phú giàu có đủ khiến bao người phải hô tị. Trong nhiều bức ảnh cô nàng chia sẻ trên, luôn thấp thoáng tủ đầu ngập túi xách hàng hiệu, giày dép phía sau, ô tô hạng lịch sự, nhiều món phụ khiếu nại đắt đỏ. Dường như cô nàng cũng không phải làm công việc gì nặng trĩu nhọc, ngoài ở nhà chú tâm gia đình chồng, làm đẹp, nấu nướng cơm ngon chờ chồng về. Lấy chồng ngoại mà vui tươi như Cẩm Duyên thì ai cũng muốn, phải không chị Hô? Ngắm hình ảnh tươi tắn trẻ trung của Duyên, ai cũng cảm thấy vui tươi tích cực hơn rất nhiều, nên dù không phải ngôi sao nổi tiếng, Duyên vẫn được mọi người yêu yêu thương và nhớ đến tận bây giờ.